quán của anh ở bên Ocean Park xong rồi cũng đi vào hoạt động ngay cạnh sân khấu ấy. Còn ba bia của anh 169. Anh chào Phát Bình Minh nhá. Anh chào Xuân Phạm Xuân Khá 2006 nhá. Anh chào Cường Dây. Anh chào Giang Sơn nhá. Anh chào Kiểm Duyệt TikTok nhá. Cảm ơn anh em tặng quà nhá. Cảm ơn Cường Dây nhá. Anh chào Hu nhá. Anh chào Nguyên 2019. Chặn tài khoản ông Nguyễn Tân này vào. Đi chơi trẻ con đi chơi. Anh chào Phạm Xuân Khá nhá. Anh chào Lộc Đảo. Chúc tất cả anh em đang xem livestream buổi trưa vui vẻ. Anh ấy chuẩn bị ra chỗ Phạm Tuấn em ạ. Anh chào Tiến Vĩnh Phúc nhá. Anh mở ba bia em ạ. Anh Khá cũng sắp về rồi. Nếu cải tạo tốt thì độ khoảng tầm đôi năm nữa em ạ. Anh hello em. Anh chào Kubi nhá. Quán chạy rồi. Anh chào Bin Cua. Hello em. Anh chào Nguyễn Linh Mạnh nhá. Anh Khá cải tạo tốt thì độ khoảng đôi năm nữa anh Khá khỏe lắm, béo trắng. Không béo nhưng mà người đẹp, nhưng mà trắng trẻo rất đẹp trai em ạ. Anh Khá trắng mà, anh Khá trắng hơn anh nhiều. Anh chào Nguyễn Văn An nhá. Chào Thọ Sinh. Chào Phạm Văn Đỉnh nhá. Anh chào Jin nhá. Anh chào anh Nam 98. Anh cơm rồi, mấy anh em ăn cơm nước chưa? Nhà có được không anh em, để anh đổi bài khác. Anh chào Thái Kê nhá. Là cố anh chào tất cả các anh em đang xem livestream một buổi trưa vui vẻ, gia đình hạnh phúc nhá, công việc luôn thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc nhá anh em nhá. Anh qua chỗ Tuấn, anh cao 1m85, nặng 72kg, sinh năm 1991, nhưng mà tuổi thì mới 19, vẫn giai tân em ạ, đời trai chưa bao giờ bật lút, có zin 100% ấy. Anh em kết bạn mình nhở, anh em follow mình sau rồi mình ra, ai mà muốn kết bạn mình thì inbox cho mình nhá, để sau mình ra mình xem tin nhắn sau mình kết bạn lại nhá, mình follow lại nhá, chứ nhiều anh em follow ấy nên mình cũng không follow lại được hết đâu. Anh Bảnh bao giờ về? Anh Bảnh á, anh Bảnh thì tầm 1.5 năm rưỡi đến 2 năm nữa, bây giờ đi được 5 năm 4 tháng rồi. 5 năm 4 tháng rồi. Đi được khoảng tầm 7 năm, nếu mà cải tạo tốt thì 7 năm hơn 7 năm về. Đấy là phải cải tạo tốt em ạ, không vi phạm, không oánh nhau, không gì. Anh chào Nguyễn Nhất Hiền nhá. Chào Phạm Bình Định. Chúc tất cả anh em Bình Định gia đình luôn hạnh phúc nhá. Anh chào Tuấn nhá. Anh có anh chơi với anh khôi phẩu ở Sóc Sơn ấy, Sóc Sơn anh chơi nhiều mà. Anh em nhiều. Anh chào Trường Con nhá.